Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà Dương quý vị. Lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc quý vị. Quý vị đang xem nhớ đăng ký kênh, gặp những video tiếp theo này bên Dương về tiếp tục một số phô mai tứ quý ha, phục vụ cho quý vị video này quý vị. Trong đó cũng có cây mai vàng quý vị. À, địa chỉ đây chợ gạo Tiền Giang quý vị. Còn anh chào Dương ơi. Nam về được 14 phôi tứ quý với một phô mai vàng rồi. Lên phục vụ quý vị. Rồi vô cây số 1 đi em. Cây bonsai. Quanh nó 28. Rồi, 28 quý vị. Rồi, mã số 1 giá luôn Dương ơi. Mã số 1 giá lô 850 ha. Mã số 1 850 không quý vị. Thì thường lệ bên Dương bao ship qua sống quý vị mọi thằng quốc tổ quốc ha. Số 2. Rồi, mã số 2. Cao 46. Rồi. Vành nó 19. Rồi, 19 quý vị. Nhỏ có cũ ha. Rồi giá luôn Dương ơi, mã số 2. Mã số 2 cho tôi 450. Mã số 2 450 quý vị. Mã số 3. Cây tầm cao. Chiều cao nó là 1m26. Chiều cao 1m26 quý vị. Một cốt ha. Mạnh của nó là 29. Rồi 29 chuẩn quý vị. Rồi giá luôn Dương ơi, mã số 3. Mã số 3 vô luôn 7 á. Đó, 3 triệu 7 quý vị. Rồi, mã số 4, một cây bonsai mini quý vị. Mà cây bầu rất là lớn ha. Mà nhỏ mà cái bầu đế tại lấy hết mầm đế ha quý vị. Đó, quyền cái mầm đế ha. Cái này về quý vị rút lại ha. Chiều cao nó là 50. Rồi, chiều cao 50 quý vị. Đồ quanh nhỏ nhất đi. Rồi quanh em 24. 24. Rồi chặt lại nghe. Ở đây là 34. Rồi tổng nồi đế luôn chưa ơi. Tổng hết đừng đến bầu luôn. Dạ tổng nồi đế có 170 á. 170 quý vị, tổng nồi đế đừng đến bầu 170 quý vị. Thì ngang ra là 33. Rồi chiều sổ 33 quý vị. Cái này nhỏ mà bộ đế lớn quý vị. Đều hết luôn không quý vị. 57 tổng nồi đế. Rồi mã số 4 giá luôn Dương ơi. Số 4 giờ luôn 3 triệu 2 nha. Mã số 4 3 triệu 2 không quý vị. Chào 76 quý vị. Mình có nó 33. Rồi. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã số 5 em giao luôn 2,5 triệu. Mã số 5 2,5 triệu không quý vị. Chiều cao 68 quý vị. Hành của nó cũng 33. Rồi, hành 33 quý vị. Rồi giá không Dương ơi, mã số 6. Mã số 6 2,1 triệu quý vị.
Rồi mấy cái này nhỏ nhỏ mà còn tốt, còn tại bộ đế nó lấy em Dương lấy hết mầm đế của gì. Cốt trực của gì? Chiều cao 86. Rồi chiều cao 86. Quanh của nó 28. Dương mầm đế sổ của gì? Ông Hảo đừng kính bầu luôn như ơi. Bầu của nó là 56. Nồi đế của nó là 160. 160 quý vị. Sổ 30. Rồi. Cốt trực thẳng quý vị. Rồi giá luôn Nhân ơi. Mã số 7 vô luôn 2,5 triệu. Mã số 7 2,5 triệu quý vị. Tám cây cũng cốt trực đường để sổ nó thôi gì. Rồi chiều cao Dương à, chiều cao cái bộ đế là 89. Chiều cao 89 quý vị. Mình của nó là 25. Rồi. Sổ đặt hết luôn hả quý vị? Rồi chiều sổ tổng nồi đế em. Sổ của nó là 40. Tổng nồi nó là 160. 160 quý vị. Tính lên lận lận cũng 150 cũng được ha quý vị. Nhỏ nhỏ ha. Cũ rất bự vậy. Có em đặt hết luôn ha. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã số 8 em giao lô 4,5 triệu á. Mã số 8 4,5 triệu không quý vị. Cao 1m5 quý vị. Hoành của nó là 35. Rồi. Đế hai lớp quý vị. Hai tầng ha, bỏ điều hóa lên. Và mã số 9 giá luôn Dương ơi. Mã số 9 giá luôn 2,4 triệu. Mã số 9 2,4 triệu ha quý vị. Mã số 10 cây bonsai. Chiều cao của đế của nó là 59 à. Rồi, chiều cao 59. 40 chuẩn, vành 40. Rồi, chiều sổ em. Để sổ vậy. Sổ của nó là 34. Rồi. Còn đủ chiếc mũ đặt. Cụ đặt của nó là 89. Rồi, ngon hảo ha quý vị. Cho tham khảo ha. Nguyễn cũ của nó là 145. Rồi. Cái này sập cây quý vị. Cây nó là dễ dạng, nó hai thân nó dính nhau quý vị. Đây. Mà nó liền luôn. Ừ, liền khói quý vị. Hai cây dính nhau mà liền khói ha. Rồi giá luôn Dương ơi. Mã số 10 vô luôn 5,5 triệu à. Mã số 10 5,5 triệu không quý vị.
Chiều cao của nó là 74. Rồi. Hoành của nó là 32. Rồi, 32 hoành quý vị. Cốt trực ha quý vị, tại cái bầu nó hơi nghiêng. Rồi mã 11 giá luôn em. Dạ, mã 11 giá luôn 1,5 triệu à. Mã 11 triệu rưỡi quý vị. Mã 12. Chiều cao nó là 86. Rồi. Hoành của nó là 29. Rồi, 29 quý vị. Rồi mã 12 giá luôn chưa? Dạ, mã 12 cho luôn 1,3 triệu. Mã 12 triệu 3 hả quý vị? Tiền nào của nấy. Được xem. Mã 13 là cái phôi mai vàng hả quý vị? Tới đây là nó 72. Rồi. Quanh của nó là 30. Dạ. Ồ, hai cộng rễ quá quái quá vậy. Dạ. Cây sổ là 27. À. Được hai cộng rễ này cũng bự quá vậy lực ha. Trong rễ nó cũng trải bàn chứ. Nhưng mà đây thì về trồng lấy củ chơi cũng được. Tiền nào của nấy quá vậy. Giá luôn em. Mã 13 cho luôn 950. Đó, mã 13 950 không quý vị, một cây phôi mai vàng. Bao xếp quý vị toàn quốc ha. Mã 14. Rồi, chiều cao nó là 1,5 m. Rồi, chiều cao 1,5 m. Hoành của nó là 22. Rồi giá luôn Nhưng ơi. Dạ, mã số 14 anh giao luôn 400 ạ. Rồi mã 14 400 quý vị. 15. Mã 15. Rồi một cây dán trực. Chiều cao nó là 86. Rồi. Hoành ở trên đây là 26. Rồi, nguyên cầu luôn cái cũ. Cái cũ của nó 35. Rồi. Rồi, giá luôn như ơi, mã 15. Mã 15 cho luôn 700. Rồi, mã 15 700 là hết ha luôn hả chưa? Rồi, mã 15 là cây cuối clip không quý vị? Thì cuối clip mình cũng thay mặt Dương ha, cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp Dương quý vị.